Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 1 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin hàng ngàn người phá chốt thành công để về Long An và miền Tây. Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải nhường bước khi hàng ngàn người dân đã phá chốt thành công trên quốc lộ 1. Huyện Bình Chánh, Sài Gòn để được về Long An và các tỉnh miền Tây vào sáng ngày 1 tháng 10. Theo một số video clip được lan truyền trên mạng xã hội. Không rõ sau đó, những người phá chốt sẽ bị chặn lại ở Long An hay các tỉnh miền Tây hay không? Vì mỗi tỉnh thành đều có nhiều chốt chặn với lực lượng canh gác cẩn mật để ngăn cấm người dân vượt qua. Tuy nhiên, nỗ lực liều mạng sống để đánh đổi tự do về quê nhà của người dân miền Tây đã có thêm chút hy vọng. Đây là hình ảnh cắt từ video clip đăng tải cho thấy số đông người dân đã giằng co quyết liệt để dỡ bỏ rào chắn và hàng rào của cảnh sát cơ động để thông chốt thành công vào giữa đêm ngày 1 tháng 10. Ban đầu là công văn từ Hà Nội đưa vào, không cho dân thoát ra khỏi các khu vực để về quê, ai để xảy ra sự cố gì đó thì sẽ phải chịu trách nhiệm. Rồi từ hôm qua đến hôm nay, các video cho thấy dòng người đổ về quê bất chấp rào kẽm gai và cảnh sát cơ động súng ống vũ trang đầy đủ. Tại Tân Phúc Túc, Bình Chánh, vào đêm qua rạng sáng nay, đã có video nói cảnh sát cơ động đã bắn 3 lần vào dân. Và video này tất nhiên đã bị xóa đi. Còn video dân dùng xe húc đổ hàng rào và cuối cùng phải xả chốt cho dân qua là video đang lan truyền trên mạng xã hội chưa bị xóa. Có tờ báo thì nói cán bộ tuyên truyền ra hứa là sẽ cho xe tải đưa dân về quê bao gồm cả xe máy và đồ đạc. Nhưng giống như lần trước, ai dám tin vào các quan chức này nữa. Cái này gọi là thảm họa nhân đạo. Khi dòng người đổ về rất nhiều, phụ nữ và trẻ em phải lay lắt sống giữa sương đêm và mưa gió. Facebook An Đỗ cũng đã đưa tin như vậy. Vụ phá chốt được ghi nhận diễn ra vào lúc 5 giờ sáng ngày 1 tháng 10 tại chốt Tân Túc. Trong đoạn video clip, đám đông hò reo hay cùng nhau xô đổ hàng rào kẽm gai và sự ngăn cản của cảnh sát cơ động để chạy xe máy về qua chốt. Còn Facebook Vân thì bình luận trên đoạn dưới clip như sau. Ép quá thì phải vậy, chó ép vào đường cùng còn biết cắn lại, con người thì cũng thế thôi, bắt nhốt người ta ở nhà mà không cho cái ăn, khác gì kêu người ta đi chết. 4 tháng trôi qua, dân Sài Gòn còn lạc lìa thì nói gì đến người lao động các tỉnh. Hàng trăm Facebook cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân tức nước vỡ bờ này. Đây là hình ảnh hàng ngàn người dân đổ về từ thành phố Hồ Chí Minh đã bị chặn lại giữa quốc lộ từ sáng sớm đến đêm ngày 1 tháng 10. Trên hành trình trở về quê hương tại miền Tây, trong này có rất nhiều phụ nữ và trẻ em rất bé. Cùng thời điểm, tờ báo Sinh đã dẫn lời bà Huỳnh Thị Kim Vàng, quê ở Sóc Trăng, trong đám đông vạ vật ở Long An đêm 30 tháng 9 rằng: "Tôi sẽ ở lại cho đến khi nào được qua chốt vì nhà trọ đã trả, thất nghiệp hơn 4 tháng nay, công ty hỗ trợ được gần 2 triệu đồng, tức là 88 đô. Sau khi Sài Gòn mở cửa, công ty cho quay lại làm việc, ba tại chỗ, ăn ngủ tại nơi làm. Nhưng tôi còn đứa con gái nhỏ mới 2 tuổi, không thể thực hiện được biện pháp này nên phải về quê." Những người khác trong đám đông cũng xác nhận họ đã trả nhà trọ ở Sài Gòn nên giờ cũng không còn nơi để trở về, theo lời vận động của chính quyền. Một bản tin khác trên tờ báo Sinh cũng dẫn lời ông Trần Thanh Giang, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an thành phố Sài Gòn rằng những người quê ở miền Tây sẽ được đưa về bằng xe khách, còn xe máy của họ sẽ được vận chuyển bằng xe tải. Trước đó, đề cập với nhu cầu về quê của người dân, các báo ở Việt Nam dẫn lời ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn nói rằng người dân phải di chuyển theo tổ chức và không được tự ý đi lại giữa các tỉnh, thành phố khác. Thành phố cho phép những trường hợp cấp thiết đi lại liên tỉnh phải theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải. Thông tin trên báo chí nhà nước tự phát là chữ được truyền thông sử dụng để mô tả đám đông dân chúng kẹt giữa ngõ tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn tờ Vietnamnet thì chạy tựa đề dòng chữ tự phát rời thành phố Hồ Chí Minh, cả nghìn người mắc kẹt ở cửa ngõ về miền Tây lúc nửa đêm. Bài báo này viết rằng, khuya 30 tháng 9 quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Chánh theo hướng về Long An đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài do nhiều người tự phát về quê. Đây là hình ảnh lực lượng cảnh sát cơ động đối diện với biển người khốn cùng ở thành phố Hồ Chí Minh tìm đường sống ở quê nhà. Khi qua khỏi cầu Bình Điền khoảng 1 km, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19 chặn lại do những người này thuộc đối tượng không được phép di chuyển khỏi địa phương.
Đấy là lời lẽ của tờ báo Vietnamnet, tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đã viết về người dân như thế. Còn tờ Tiền Phong Online thì mô tả hàng ngàn người, có cả trẻ em, tự đi xe máy về quê, nhưng đến cửa ngõ giáp danh Long An thì bị lực lượng chức năng yêu cầu quay xe về nơi xuất phát. Tờ Việt Nam Express mô tả rằng nhiều người dân lái xe máy về miền Tây bị lực lượng chức năng ở chốt kiểm soát cửa ngõ giáp danh Long An và Thành phố Hồ Chí Minh chặn lại, yêu cầu quay về nơi ở. Càng về tối, lượng người đổ về càng đông, đứng chắn một làn đường khiến quốc lộ ùn tắc. Và lực lượng chức năng sau đó đã vận động họ tiếp tục tập trung trước nhà sách ở giao lộ đường Bùi Thanh Thiết và quốc lộ 1, cách chốt kiểm soát cửa ngõ chừng 1 km. Gần 50 cảnh sát cơ động cũng được huy động để giữ trật tự. Cũng theo tờ báo này nói rằng, đám đông liên tục rồ ga, hô to khẩu hiệu về quê, nhiều người nằm vạ vật trên đường, vỉa hè. Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh nói qua loa rằng dịch bệnh ở Thành phố Hồ Chí Minh mới cơ bản được kiểm soát, theo chỉ đạo của chính phủ, bà con chưa thể về quê. Bình luận về sự kiện này, Facebook Bảo Nhi thì viết như sau: tháo chạy khỏi Sài Gòn. Đây là hình ảnh hầu hết các xe máy chở cả gia đình gồm phụ nữ và trẻ em cùng đồ hành lý đã dọn khỏi phòng trọ để ra đi. Họ không còn đường quay trở lại. Trên Facebook, nhiều clip dân quay lại, nhiều thanh niên trong các nhà trọ đói, ăn mì gói hoài, đi không được vì đã bị liệt hai chân. Người quay clip cũng là người dân cứ hỏi: ủa, ăn mì gói thì có chất gì làm liệt? Bà con tìm hiểu dùm. Mình từng nuôi gà, mình biết có khi cho ăn thiếu đạm, gà nó nằm một chỗ không đi nổi. Người cũng vậy thôi, thiếu chất quá thì bị liệt. Nhốt dân 4 tháng, gói hỗ trợ 1,5 triệu đồng thì có nhà nhận được 3 lần, có nhà chưa nhận lần nào. Thật bất công, ai nhận hỗ trợ rồi mà mở mồm khen chính quyền hỗ trợ dân quá tốt thì khác gì súc vật, chỉ biết có mỗi bộ lông của mình, còn đồng bào của mình đói khổ ra sao không cần biết. Sống của bạn không phải là giống cả thành phố, nhà của bạn là giống nhà của tất cả người lao động nghèo, nên nhớ là như vậy. Mà cho là một gia đình 4 người nhận được một lần thì sống sao được trong 4 tháng. Tiền nhà trọ, tiền điện, tiền sữa, tiền ăn, cao lắm chỉ xoay sở được một tuần mà thôi. Chọc mỗi dân kiếm tiền thì chọc đủ từng nhà, mỗi nhà 10 lần và không bỏ sót nhà nào. Thế nhưng gói hỗ trợ thì tổ trưởng cứ bảo không biết, chờ bên trên, tỉnh bơ như ruồi. Sài Gòn không còn là miền đất lành chim đậu mà thành đất dữ rồi, nên dân chúng tìm mọi cơ hội chạy thoát về quê, dù phải đi đêm khuya mưa gió. Họ mang theo con nhỏ, vài cái áo quần đã lót, mang theo cái bánh mì bị mưa ướt nhẹp, mì gói mà họ để dành, trốn được thì trốn, và rồi đã thất bại. Và rồi đứa nào nhìn cảnh này mà bảo rằng nhà nước hỗ trợ gói an sinh cho dân quá tốt thì khác gì ngửa mặt phun nước bọt lên trời, nước bọt rơi trúng mặt đứa đó. Facebook Bảo Nhi đã nêu ra nhận định của mình như vậy. Đây là hình ảnh một người vợ ôm con ngồi trên xe ngủ gật, dựa vào lưng chồng vì đã quá mệt mỏi. Blog Huỳnh Ngọc Chênh thì viết trên trang cá nhân của mình như sau: những người lao động nhập cư vào Sài Gòn, Bình Dương đã bị chặn lại ở các cửa ngõ thoát ra vào đêm 30 tháng 9. Họ đã bị giam chặt trong các khu nhà trọ tồi tàn, thiếu đói suốt 4 tháng qua, phải chờ từng bữa ăn từ thiện. Ông nói tiếp, nay họ không thể chịu được hơn, hãy để họ về quê nhà của họ. Còn Thanh Phương thì bình luận như sau: bao nhiêu người muốn về quê là kèm theo ngần ấy gia đình thân yêu của họ khắc khoải trông đợi ở quê nhà. An dân sao được đây? Di Thiên thì nói rằng không thể ép buộc người ta ở lại được. Ai lo đời sống cho họ đây? Chỉ phải đưa về quê để tổ chức kiểm soát, cách ly, tránh lây nhiễm. Cứ đóng chốt chặt không cho họ về quê để dồn người ở đó làm mồi cho Covid hả? Còn bạn Nam Trần thì không đồng tình với việc này thì nói rằng có clip phá rào chạy về lúc 5 giờ sáng rồi đó. Tôi thật sự lo lắng cho các tỉnh miền Tây thời gian tới sẽ bùng phát dịch vì kiểu về nhà dân kiểu này. Còn Bích Thủy thì viết trên trang Hội Quán Kim Hoàn rằng tiến thoái lưỡng nan, thật sự họ trả nhà thuê và muốn về quê nhà, làm sao quay xe được nữa. Trinh Việt thì bày tỏ nhìn bọn trẻ tội quá, cùng cảnh ngộ với cuộc sống mưu sinh của những người tha quê. Và trong buổi họp báo vào sáng ngày 30 tháng 9, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trước ngày 1 tháng 10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh
sẽ giải tỏa tất cả các chốt nội đô, từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới. Tuy vậy, thông tin trên báo chí dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng đến mùng 1 tháng 10, người dân Thành phố Hồ Chí Minh ra đường không có lý do chính đáng vẫn bị xử lý. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ sáu ngày 1 tháng 10 năm 2021 với bản tin hàng ngàn người phá chốt thành công để về Long An và miền Tây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa